tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa jeung khnyom praong som krab namaskar chompuh kun preah ratnatrai tiang 3 doy sakdai korom sakara dakung puoh bomphot krai leing leuh lok Moy and Lur, the car crab, the massacre, Chipo, some type from Hassangre, Jump Pig and Nap, some type of songs and Europe, the songs and Europe, some type. Prairie Chick and Nap, Pratera, Notera, Krupper Ong, Chitty, Krup, Sakara. Moy and Lur, the car, Jimran Port, also some type room, as you dumb look on Yalu, from Tail, Yet Yum, Sapras, right from all, the Anknong and Crown for Tay. No Knong, Veroka, Nitul, Bumkum, Kyum Kunat, Map Hip, Jump Pig Ong. Mean Oka, the Bay Ban Sumtai, no Prototesna, no Knong Villier, Pithi Bon, George Nam, Propane, Chiat, my young, near Okani, Taimun Sumtai, some Prejian Yan, Akin Yan, the Bay, Ban Tang, Rusan, the Mat name, Naka Tesna, no Knong Villier, Kriani, Eloni, Tub Mkum, Kyom Kuna, Chia, Net the Mean Vasaja Nang, some. Son of Mat, Liam Kluon Ain, Haji Breath Mahat Hai, Ruka, Poichekat Hai, Chinet Mean Piret, Suan no Pang Hakam, same thing. Hai Lomija, Hala Potau, San Piret, the Kung Kang Chuing Daini, some son of Mat, Liam Tesna, Ni Okani, Haji Breath Anut Hai, Ruvi Sajikat Hai, Chinet Mean Piret, Chloe, no Pang Hakam, same chum wing. ពិធីបន់ជួលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនៅឱកាសនេះនឹងដូច្នេះនៅពេលនេះជាពេលដ៏សំគួរនឹងសូមប្រគេននឹងទូលថ្វាយហើយបានសន្តាប់នៃពធទេសនាដោយតទៅសូមអនុមោទនាកੰអវសោអនុធិរៈមនាលអនុថែតមានអាយុនឹងឥឡូវនេះអ្នកឡើងគួងលើក្រេធម្មាសនៈដ៏សំរុងហើយ ខ្ញុំកណាសុំប្រកាសចំពោះមុខសង្ឃាសោណតៈសោណតោចូលស្ដាប់វចនំនៅពាក្យមេនៃខ្ញុំប្រកាសរណាវិស័យជាយ៉ាងនឹងសួរណានឹងនៅសំនួរដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅនេះនឹងសូមអ្នកផ្ទៀងសោតាទាំងសងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅសំនួរឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំកណានឹងតណ្ដឹងសួរអ្នក ហើយនៅក្នុងពាក្យដែលតាក់ទងនឹងពិធីកម្មចូលឆ្នាំថ្មីដែលមានពាក្យថាសង្ក្រានឬមហាសង្ក្រានតើពាក្យថាសង្ក្រានឬមហាសង្ក្រាននេះមានន័យសេចក្តីដូចម្តេចហើយអ្នកអនុថែសូមវិស័យជំនាញប៉ះសវចនង្ហង្សត្វាក្រោយពីបានស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងស្មៀងព្រះវាចាចាត់ចែងជាដំណែងក្នុងកាលសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនារួចមកនោះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមព្រះរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះតបប្រគេនដល់ព្រះ
khmer jeung niyom hau tha sangkran thngai sangkran rư thngai maha sangkran bos pum chi sư phau riep roap pi pithi bon chol chnam che dam nu aoy chmuoh tha sư phau maha sangkran 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 mien nei tha damnao chanh teu rư ko damnao chien chon mok dol kư pol samdau teu yok ria sai chak nei damnao prehatit Cô cho ban một chung chanh pi cần lại ni Rồi hốt mà đo ti cần lại ni vinh Mùi chung cứ cùng rục mùi chân nằm Thằng ai đàn mùi khốp mùi chung rư có mùi chân nằm Nây đầm nà bởi hạ tích ni hai đền lúc hai thà sẵn kran Sẵn kran Hai ca bì bò nà ni riêp rộp Nơi khăn ông thằng ai sẵn kran Cứ miên bay giang Thằng ai ti mùi cứ chỉ thằng ai chô chân nằm Thangai tì pì kư chì thangai vare vana bọt Thangai tì bay kư chì thangai vare lang sạc Thangai sang kran nì Pô đòi khá lấy kư thangai chôl chanam Nây prerichia na chạ Campuchia nì
tại mà đong na ông mà cha sôm ni môn chìa chìa sát hữu áo vũ sao ảnh nốt thê rẽ mà nế bệ hà nụ thay đàm miên ảy dụ nâng khi nhóm kỳ ná sát áp bàn nâu khăn nông át thần này này bệ thà sẵn kran rư mà hà sẵn kran ni bà này thà sẵn kran nâng phát tí nhóm bàn dây thà phát tí rư khliết cha nâng dừng ai thà ca bạch nam cha nó chiên chul chnam thmai hay đal pinh một chnam chăng tới tới chi maha sankran nưng rư co ca chuop ấy chăng tới nưng ấy một một chum nay sankran nưng một chum nay pel velia nưng cùng một chnam nưng nhiệt nhiều mà srai prop ban sđap nô trong sế đai attanay nay pịa tha sankran rư maha sankran ni ta bon pa pai ni chiet khmai jeung nưng miên phụp chạp tăng vì phê là mỗi hạn nhạc nốt thai xong bởi xa chân nìa khôn à bò bật bà con mà chá chìa mà hạ thai đôi châm ràn vì thi bọn tùm niêm tùm lọp này ca chô chân nằm khám ai ní cư miên tăng tại vì bò ra nà ca lưu lông nà mô khai khám ai dương gò bàn tù tù lạc thị phôl vì bà bút tà sá sá hai nà khá nông xung cung khám ai tăng tại vì bò ra nà ca lưu lông nô miền ca châu chân nằm nơi khai mê cơ sê đại dương xung quan tha chìa đám chân nằm chìa thang ai châu chân nằm khám ai và chìa chân Campuchia dương miền ca phát đô ca châu chân nằm nít chạp tăng tại vì miền ca phá cho là xạ cả rạch đại kết mật tôl xa mai ca sắp thang ai nít cứ cho là xạ cả rạch miền mùi phoan bày rôi chặt sắp rạm chân nằm hồi chạp bì vọt tầm miền cho là xạ cả rạch phá khănong prerichie nacha kampuchea prachichon khmae jeung ko sonnamot kamnot yok khai chaet chi radau kal nei pithi bon chol chnam tam tumniem propei nei mdon tbat tha khai chaet nih prachia kasekor prachichon kampuchea dal phiek chran chi neak tveu srae chamka chba damnam ngiei sruol nang ban chop samra kraoy pi pel promol phol robos khluon chop sop prup hai chi radau kal rian smuot ngay sruol khănong ka thvơ bon tien nâng leng kom san tam labaing prachea prai phseng phseng mlo hai pithi bon ni ko ban do mok chol chnam neu khănong khai chaet vinh keu prarop thvơ mun aoy keu thvơ mun thngai 4 kaet khănong chloh pel mun thngai 4 kaet nâng hai nâng mun kraoy thngai 4 kaet khai pisak keu chap pi 4 kaet mun pel 4 kaet khai chaet nâng mun kraoy 4 kaet khai pisak khănong chân lọc bê ni tới tam lùm đạp chân nằm có bà rốt bì thi bọn chô chân nằm nô chạp tăng tại bì xà mai ca nô mọc tô nâng bà chà bọn ni nà ông mà chá xôm ni môn chì riêp chì riêp xà thụ mà nê là nụ thai đàm miên ở dụ nhôm quần á xà đạp bàn nô nông xì kê đây nâng hơi quần chá cả nam chá cực của ông nhìn nhôm xà đây bọt thằng ớt ná xà đạp nông xì kê đây nâng nâng ấy bọn chô chân nằm bà phê ni chết khám ai dương nâng miền mô tăng phí bò ra nà ca dù luông nắc một hơi bàn sạch đầy thang khám ai dương miền bà phê ni nó miền tùm niêm tùm lọp nâng đó là ơ tăng phí bò ra nà ca mô phê lùi liệt để chô chân nằm nâng còn ta sạch đầy để bài bù dàng nà nó cứ phê hẳn nó thay bàn đi bò ra nó không sạch đầy nâng nhiệt nhôm ai chung mồm sạch bàn dô chô chật hơi khi mà nà nâng nâu ngàl nó chẳng tận đăng xu ព្រះនុថែតតទៅទៀតថាតើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដែលយើងប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងប្រារព្ធយកតាមច័ន្ទគតិឬក៏តាមសុរិយគតិគណៈសូមវិស័យជំនឿព្រះនុថែតដ៏មានអាយុបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដោយចម្រើនពិធីបុណ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះមានកម្មវិធីចូលឆ្នាំហ្នឹងច្រើន បើមើលត្រួសត្រាស់ឃើញមាន3បើមើលដោយពិនិត្យឃើញមាន4 គឺ1เนาะចូលឆ្នាំសកលដែលយើងតែងតែប្រារព្ធធ្វើទូទាំងពិភពលោកគឺចូលនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះគឺគេចូលតាមបែបសូរិយគតិមួយទៀតគឺពិធីចូលឆ្នាំចិនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំខ្មែររួចស្រេចបណ្ឌសករាជនៃប្រពុទ្ធសាសនាយើងហៅថាថ្ងៃឡើងស័កនៅថ្ងៃទី 3 ប៉ុន្តែតាមប្រពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបតល់តែមួយរួចខែពិសាខទៅទើបសន្និមត់ឡើងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវឡើងជាពុទ្ធសករាជ 2557
chăng dương khơi thạch châu chnam bài Phật Đà Sa Sana mùi tiệt làng buồn chấm nay Phật Đà Sa Sana prom chăng bề chia na chạ Campuchia dương bờ rục cam vị thị bon châu chnam khmai nu cư tam bài chăn cả tệ đầm na nơi bề chăn thua đầm na chăn pi minh nè ari say mộc căn mê sa ari say cư đầm na chăn cả tệ na ông mà cha som ni môn chìm chìm các tham ăn và các ăn năng ao sao nốt thề rẻ nó mà nia là nốt thay đầm miên và nhà vây chăn nó nọc nòng cà chay nọc nòng sầm nuôi đi nhom còn ná sập bàn nọc nòng sập đầy ni hơi tới chân tận đăng nữa su nè đầm bay bàn sầm đầy đi bơm thả tá nọc nòng vị thi chôn năm rồi bay ni chiết khăm ai dưng ta thì miên bẩm bay như đứa cọ thưa nô cam vị thi vây khát tốt hạn nè nốt thay là xong với sai chân đi ហន្តេថេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថែដ៏ចម្រើននៅក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋទាំងមូលគឺមានបណ្ដាខេត្តយ៉ាងច្រើនមានទំនៀមទម្លាប់ខុសៗលៀងគ្នាខ្លះអ្នកខ្លះក៏មានពេលចូលឆ្នាំនឹងតាំងពីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំមួយខែកន្លះខែពូលគឺហើយស្រូវអង្គរចូលឆ្នាំតែម្ដងហើយបន្តពីចូលឆ្នាំចប់ហើយគេបន្តបានមួយខែទៀតក៏សឹងតែមាន ហើយតាមបណ្ដាវត្តទំនៀមទម្លាប់ភូមិស្រុកក៏មានការលៀងឃ្លាតខុសគ្នាខ្លះៗប៉ុន្តែសម្លឹងឃើញកម្មវិធីដែលដូចគ្នាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងបណ្ដាជនជាតិខ្មែរដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅបណ្ដាប្រទេសគឺគេធ្វើដូចគ្នានោះគឺមានកម្មវិធីធំៗគឺមួយកម្មវិធីរៀបចំខ្លួនប្រាណផ្ទះសំបែងទីកន្លែងឋានវិមានភូមិស្រុកដើម្បីរងចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី ហៅថាពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីពិធីទី2គឺពិធីស្រង់ព្រះពិធីទី3គឺពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ពិធីទាំង3យ៉ាងនេះគឺជាប់តាមទំនៀមតាំងពីបុរាណកាលមករហូតបច្ចុប្បន្នគ្រប់វត្តវត្តអារាមគឺតែងតែមានធ្វើជារៀងរហូតណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុខ្ញុំគណៈស្ដាប់បានណាក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដែលមានកម្មវិធីដែលត្រូវប្រារព្ធ នឹងក្នុងរយៈពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំគណៈចង់តម្ដឹងសួរព្រះអនុថាថាតើទេវតាដែលចុះមករក្សាឆ្នាំថ្មីណាជាពិសេសគឺនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងតែម្ដងឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កណាពុទ្ធសករាជ2557ណាតើទេវតា ដែលត្រូវបន្តវេនចុះមករក្សាមនុស្សសលោកនេះទ្រង់ពន្យាមអ្វីដែរហៈអ្នកអនុថែកណាសូមវិសាជនីបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើននៅតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រក៏ដូចជាសង្ក្រានតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងគឺគេប្ររព្ធទៅតាមថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំនេះសង្ក្រានខិតខិតចូលមកចំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃ4ខែចែត ដូច្នេះហើយកម្មវិធីនេះគឺឋិតនៅលើទេវតាដែលជាបុត្រីច្បងគេរបស់កបិលមហាព្រហ្មឈ្មោះថានាងតុងសាទេវីនាងតុងសាទេវីនឹងចោះមកនៅថ្ងៃ4កើតខែចែត លើកយកនៅព្រះសេរសៈកបិលមហាព្រហ្មដែលជាប្របីដាធ្វើដំណើរប្រទះសិនភ្នំព្រះសមេរុរាជហើយយកទៅតម្កល់ទុកក្នុងមណ្ឌបនៃភ្នំកៃលាសរួចនាំគ្នាទៅស្រង់ទឹកអនោតមហាស្រះដែលហូរចេញមកអំពីបំពង់ថ្មកែវជាមាត់កោឧសភរាជទាំង7គង់នៅក្នុងធម្មសភាសាលា ដែលវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយរួចហើយក៏បាននាំគ្នាសមាទានសិលប្រតិបត្តិសុចរិតទៀងត្រង់ទាំងអស់គ្នានាំទាំងបរិវារទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរឿងរ៉ាវនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺត្រូវភិរិយបុត្រីដែលជាកូនច្បងឈ្មោះថាតុងសាទេវីដែលមានសម្លៀកបំពាក់គឺគ្រឿងអង្គរពណ៌ក្រហម ហើយក៏បានសៀតផ្កាទទឹមនិងព្រះកាប្រហោះស្ដាំកានកងចាក់ប្រហោះឆ្វេងកានសាំងត្រង់គ្រឿងអភរណៈហៅថាកែវបទុមរិយកែវបទុមរិយគង់ថ្មិចភ្នែកថ្មិចប្រណេតនៅលើពាហនៈគឺសត្វគ្រុឌ
thưa đầm nai cho mơ pratyasan phnom preah sumeru riej tam tum niem tum lop tang tae pi boranakal nai rueang rai kabal mahaprom nu aing na ang mchah som nimon chriep chriep sa thu na khnyom kana sdap ban nou khnong rueang rao de tiet tong na ning tipda dal cho cứ tệp thị đá chia bật cơ bản mà hà phụng để trao chốt một rẽ xa mà lúc xa lô nên được nông vị thị chỗ chân nằm bởi vì này chết không ai chỉ vì xác cư chân nằm nít trao được ngày tất miền và niềm tha tung xa tê vì cái nà nhóm cái nà nắng chăng nên đăng tiền của cả nà nẹ trả lời chân tấu xong xa nông nông xa đây nâng tha tớ tiết tuôn nâng rương rao đôi mà đây khá ná nâng rương cơ bản mà hà phụng nâng chìa bí sách tiện tuông nâng sở đây bay bà ca ná để tiện tuông nâng rương rào nông rương cơ bà mà hà phụng ní xong nè xong đáy đòi xì đây xin khai bởi môn sát đạp bàn mộng mớt hạ nè nốt thai gần nà bò bật bật con mà chắc đo châm ràng nâng khôn nông bí thi thông thông nây cam mà bí thi chô chân nằm khám ai tam bà bây nây chít nô cứ tì môi bí thi tự tuôn tê bật đá tì bí bí thi srong bré tì bây bí thi bún phân nông sạch trong cuộc bí thi từ tuôn tê và đá tay tầm miên chỉ riêng rõ chân nằm cư dừng riêp chom bà đạp bà đá miên cạp nhi tiền thu bà tiếp chú bê lê nâng bó xâm áp tì vọt ả rám tam tì xa thị ra nạ tẹt xâm bài nhi riêp chom tì kà lành vì miên than prom tèng xâm liệp bòm pẹ kai vì cha chất ai xa áp bò rực sót đang bay cho mốc rung chăm từ tuôn tê và đá chân nằm thầm mây nụ chiên nà nà rương ra ni chọc tăng tại phía bộ ra nà ca mộc thật bất miên nị tiên nà khôn nông đàm phò tạc cặp nị mộc nị tiên miên nà khôn nông sẵn kran nà sốt để dương hai thác khôn nông mà hà sẵn ca rà sốt nụ thà nà đàm phò tạc cặp nị miên miên nụp mà nẹ đè miên pa nha pa thi bù cài chá lát vương vây chú mua thà thòm mà ba lạc cổ mà thòm mà ba lạc cổ mà nụ chế xâm đánh thò bòm phư nà hẹp sốc chìm ràn xâm đánh thoa chì mẹng côn đoàn mà nụ tiếng lai để miên ca chì rẻ thà la cao xa xa bì bà nha bà thi to to khăn nhờ hốt lư đâm năng tật đoàn cà bàl mà hạ prùm khăn ông xa mai nụ anh bà chìa chân tiếng lai kê cầm phong tay của rúc bô chìa tờ lư xa xa nà prìm rư hào thạc của rúc bô chìa bà prùm chìa bì xách ca của rúc cà bàl mà hạ prùm mà hạ prùm nụ có bàn cho mọc đoàn đòi ban đặng cách xoan này giá chìa mùi nâng thò mà bao cô mà thả dương nâng xua anh sẽ rây tiếng bay pro ca ta sẽ rây tì mùi sẽ rây xua sẽ đầy bêl prất nơ trọng ná tì bì sẽ rây xua sẽ đầy bêl thangay nơ trọng ná bêl lần nghiêch ta sẽ rây xua sẽ đầy nơ trọng ná ba này anh chú lao y pa nhà hà ni bán dương nâng cắt rẻ xe rạ xạ cô cứ cắt khá ba rồi bỏ dưỡng đang bày thoái bầu chì còn tại bà sân chìa nà anh chá lôi xùm nuôn đi mình bàn tìm nốt dưỡng nâng trái cắt khá ba nà anh vinh xì cái đây nì ô bàm bì thang ngay nâng trái phót cầm nọt cơ bàl mà hà prôm tha nâng bàm bì thang ngay tiết nâng trả lóc mộc dọc chùm lào rốt mình khơi xót ô bàm bì thang ngay bàm mùi thang ngay xa chì thang ngay tì bàm bì thò mà ba là cô ma tol tầm rẽ nà có bàn kịch phía luôn từ bốn xâm ngông khôn nông bây mùi nơi khám đàm thân áo nơi khám đàm thân áo nô nơi lỡ đàm thân áo miền tê và đá bì ơn có bàn trai cờ lá mùi chỉ thầm mát nhì mùi chỉ thầm mát chú mùl ai cờ xa khá thà chỉ ân trì thầm mát nhì khá là anh thua chỉ xua thầm mát chú mùl thà ta sẽ ai dương nâng bàn ở vây bò rì phốp chú mùl thà bò rì phục sạch thò mà ba ha cho dân mấy cô bàn tư dì bò rì phục sạch thò mà ba tư vinh thà kì cắt cô ai sạch nâng chá lòi xùm nua bà sà nà kì mình bàn dì thò mà ba là cô ma nâng miên bà nhà bà kè nà mấy cô chá lòi mình bàn tàu bà sà nà nô giang ná anh ai trap bàn tế thà mạp chá mô thà miên tà bà ba ấy kì xua thà sà rây xua sà đây bìl prực nâu tà nà nâng ná sà rây xua sà đây bìl prực cư nâu nâng mốc hẹn nô ban chìm nô nhẹ láng trời dọc tức lục mốc hỏi bê thang ngay xa đây xua xa đây nơi ai ná cư nơi nâng đạp trung hẹn nô ban chìm nô dọc tức sọp trung ai bê giúp bê lửng nghe bê giúp nô xa đây xua xa đây nơi nâng trọng chương
หตุนุบาลจิมนุยกตะเลียงจึงกรณปัสนาปัญหาอีนั่งนะกาจินุมขณีแบบนี้ตัวหะโดจิบาลปรับดอลทอมบาลกุมาได้กับปงตึงกุยสดับในกราบดามถนอมนั่งบาลดังเรื่องสิกดายนุก็ตลบหมกวิ่งสายหลังกับบาลมหาปรุมหมกซวยจิมลาวิกับบาลชลาวิสิกดายนิจอบสอบกรุบเติบกับบาลมหาปรุมโนไอกรุปตามเปียสัญญาหนึ่งเติร์กัดขบาลบูชีธรรมบาลกุมาวิญหายกบาลหายอบัตรไตรเตียงปรมปีอังมกจุมขณีหายเอายกเปลี่ยนเมียมกดอยพระดำพญาเอาโกนชายหนึ่งตัวตูลยกประเกะประสัยสระนี่ยกเตยตมกอลตกนึ่งพนมไก่ละขนมมันดบพนมหายเอาโกนชายดะเวียนขณีเตยตามสังกรานใบจอมทั้งไงนาบ้านบัญเจธาบาสังกรานโจลจอมทั้งไงยตัดเตยเนียงตรงซาเตวีจีบตรีชบองเมียนเพระกัจจมกไทยดาซามนุโลกจอมกดังไฮกรุบประสัยสานิบาสังกรานจอมทั้งไงจันเตยเนียงกูเรียกะเตวีบาสังกรานจอมทั้งไงองค์กีเตยเนียงเรียกเสียซาเตวีบาสังกรานจอมทั้งไงปุตเตยเนียงมันดีเตวีบาสังกรานจอมทั้งไงประหอเตยเนียงเกะเรนัยเตวีบาสังกรานจอมทั้งไงซับเตยเนียงเกะเมราเตวีบาสังกรานจอมทั้งไงสาวเตยเนียงมหาธรีเตวีจีบทไตรปืนตีปรำปีเนี่ยเมียนเพรียจอมอกอาศัยเรื่องราวในหาวบ้านเจนเอกนองชนามนี่เตยสังกรานจอมทั้งไงตัดเตยเพรียบทไตรชบองเกะคือตรงซาเตวีจอมอกยืงก็นอมขณีเรียบจอมตะตัวดำนาเตวดาตามแบบเรื่องราวในไอ้หน้าองมาจ้าสมนิมนต์ชีบชีเรียบเชเกาอนุเทเรนะมณีลอนุทัยดำเบียนปัญญาฉลาดเวียงวีนังให้อาฉลาดดอกซาโนอาปัสนานิฮัลโมมหนึ่งเย็นโยมใส่กรอกต่างอสนาปานโยมกันนั้นดำเบียนสิกได้สังไซนะได้ลูกเนปลายต่างลายนะลูกบานรีบจำกรอบนนงนงสิกได้นิ้งอารับเหวัดทองอาวุโสอนุเทเรมณีลอนุทัยดำเบียนอายุตาสับประรอนะลงเนี่ยปลายจังไรแต่จองกรองบานประรบนูเรื่องให้เตียงนี้เดี๋ยวเตี้ยตัวหนึ่งเรื่องราวกับบาลมหาพรหมน้องตาเมียนต่ำไรอับปรุงโดยมาได้เนี่ยสำหรับสังคมขมายยืนกันนำจ่าส่งเบาสลายดำใบอ่อนเย็นโยมใส่เพราะว่าบานย้อนนกน้องกับแตงนั่งนะครูเนี่ยสำได้ยืนรอบนั่งหลุมมุมสำหรับบานหายคนเต้เตี้ยตัวแต่หนึ่งเรื่องราวจึงไปใช้คือในพรมังศาสนาคนแต่ยืนกรุบปฏิบัติสำรับปีนี้เจียดขมายืนแต่เมียนต่ำไรนะสำรับอบรมดาวสังคมขมายโกนขมายยืนอย่างไม่ได้หักในอนุทัยส่งไปใส่จีเนียกันนะบ่อปิดประกันมาจ่าดอยจำรานเนี่ยดำจำกาจังบานพลาบกายจังบานพลายกาเนี่ยทวีสายก็จังบานสื่อกาบังกาเรื่องราวเซิงเซิงจ่าโบราณแตงแต่บังกอบแต่ดอยกลมนัดอบรมกบงกบนะสมใบสุเพศสมใบปีประดาสมใบปีเรียลกำรองแก้วขมิ้นโซเลงก็บังคับแต่ดอยอัตนัยอบรมตูเมียนกลิ่นประดาดอกขมิ้นจุ่มนอนคราวได้บ้านเชี่ยเกอเอาตำไลปีปิดระบอโดนตาเชี่ยเกตนาพรระบอเชี่ยจีระบอเมียนตำไลสำหรับจิตกัดคลายมันบานจำในเรื่องราวดาลเกเลือกลางขนองกรรมวิธีบอนเซงเซงก็สัตสังแต่เมียนอัตนัยบังกอบโดยคณีคือบังกอบดำไล่เรื่องหรืออัตนัยอบรมจำปูกับบาลมหาพรหมนิวิงบายเยงกัดเรื่องราวอันบันมันนี้คือเชี่ยตามประพบเรื่องราวแต่เมียนมอกขนองมหาสังการะโสดหรือหาขนองสังกรานะโสดปันตายเจาะกะเตะท่อนึ่งตำไลอบรมตามเมียนประยาวอย่าไว้คลาดดอสังคมมนุษย์นี่คือเมียนปิดประกอบจอมพัวมนุษย์นาดาพิจารณารมปังโรคตำไลอันนั้นบานเคยตำไลบกรอนแต่สดับดามใบเศร้ากำซานหรือก็กรอนแต่ยลกรอนแต่ลือนุเตมันอาจดังปีตำไลในกาอบรมนุลายเรื่องกับบาลมหาพรหมบาสัญญายังกระตามใบประปุตตศาสนาคือเจสิกได้เปรียบเทียบตบัตถาขนองประปุตตศาสนาเทวดาเปรอันเปรพรมเปดาลโลกสกุตเตหายคือมันเมียนซอลสะซอบมันเมียนซอลประแก่สำรับเกตังไฮกิกรุบโบจีตีปันแต่เรื่องราวในเมียนคือเอายืงปิจารณาเรื่องราวอย่างนี้เปรพรมเมียนโกนดอลแต่ปรำปียังหาทำเมียนบทไตรปรำปีปันแต่ไม่ก็มันเคยเมียนแทรยีจังอัตตนัยตำไลปังกอบในขนองพระพุทธศาสนายืง
Preah Prum Kư tâm nang aoi miet da bay da Preah Prum ni kê prae tha chum rôk Ti kà lãnh xâm rạp chrôk đọp rò xa Chum rôk đọp rò xa Pôl kư miet da bay da rò bò dương Ban chê dương lược lãng pi Preah Prum Nâ khănong ka nó mà nút chưa sa sa na prum Ba mà nút chưa sa sa na prum Khănong pra pôt ra sa sa na Miet da bay da kò lôk chạc tốc chìa Preah Prum dai ពីព្រោះលោកមានព្រំវិហារធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករណាមុទិតានិងឧបេក្ខាបើយើងគោរពឲ្យតម្លៃទៅលើទេវតាជាធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតាជាពុទ្ធទេវាជាទេវតាដើមមុនគេទាំងអស់បើយើងឲ្យតម្លៃលោកគ្រូអាចារ្យជាធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកចាត់ទុកថាមេត្តាបិតាក៏ជាគ្រូអាចារ្យខាងដើមបើយើងឲ្យតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះគុណព្រះពុទ្ធជាធំព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតាជាព្រះក្នុងផ្ទះសម្រាប់កូនចៅដែរអញ្ចឹងកបិលមហាព្រហ្មនេះមានន័យថាជាឪពុកជាម្ដាយរបស់យើងហើយចំណែកកូនគឺបុត្រីទាំង 7 យ៉ាងនោះទាំង 7នាក់នោះគឺតំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង 7 យើងជាកូនជាចៅគួរតែរៀបចំដាក់វេនគ្នាដើម្បីថែរក្សាការពារចិញ្ចឹមទំនុកបម្រុងផ្ចង់ផ្ដើមដល់មេត្តាបិតារបស់យើង ជាតិដ្ឋានុគតិទៀងចេញមកពីរឿងថាអំបាលទេវតាដែលយើងគោរពបូជាលោកណាស់នោះលោកនៅតែគោរពបបៃតាលោកយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំក៏លោកអញ្ជើញយាងមកម្ដងដើម្បីគោរពបូជាបបៃតាលោកដែរចុះយើងនាំគ្នាគោរពទេវតាគោរពប្រព្រំជាធំយើងឃើញជាតិដ្ឋានុគតិប្រតិបត្តិតាមទៅថាអំបាលព្រំឯងគង់ទៅគោរពបបៃតាចុះយើងជាមនុស្សសាមញ្ញមានមេត្តាបៃតាដែរ មិនក៏យើងចោលមេត្តាបៃតាយើងយកលំនាំតាមទោះបីអ្នកមានកិច្ចការងារទៅនៅទីជិតទីឆ្ងាយយ៉ាងណាដល់ពេលហែមុនវសន្តរដូវដូច្នេះគឺគេតែងតែទៅស្រុកកំណើតស្រុកកំណើតគឺជាកន្លែងកប់សុខរបស់យើងយើងកើតនៅកន្លែងណាគេកប់សុខនៅកន្លែងនោះគេហៅថាស្រុកកំណើតទីកន្លែងកំណើតជាមេត្តភូមិយើងនឹករលឹកអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំបានម្ដងនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំទៅសំពះ គោរពទំនុកបម្រុងផ្ចង់ផ្ដើមដល់មេត្តាបិតាទៅតាមលំនាំនៃកបិលមហាព្រហ្មនោះឯចំណែកសិរីសួស្ដីសិរីសួស្ដីទាំង3យ៉ាងបើយើងពោលតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាយើងថាចង់ឲ្យកើតសិរីសួស្ដីគឺយកទឹកមកលុបមុខទឹកនេះជាតំណាងភាពត្រជាក់ត្រជុំទឹកនេះ ជាធាតុនាំឲ្យកើតរូបធាតុទាំងឡាយទាំងពួងមានភ្លើងមានខ្យល់ជាដើមរហូតដល់មានជីវិតនៅលើលោកនេះបានគឺអាស្រ័យដោយសារទឹកទាំងអស់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងមនុស្សសត្វទឹកជាតំណាងភាពយុត្តិធម៌ដូចជាជាងសំណង់គេដាក់កែវស្ទង់សម្រាប់ស្ទង់ដើម្បីយកតាមទឹកជាតំណាងភាពយុត្តិធម៌ស្មើគ្នាមិនមានលំអៀងទឹកអាចបន្ទោបង់នៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយមនុស្សដែលក្តៅក្រហាយឲ្យត្រជាក់បាន មនុស្សដែលមានការស្រេកឃ្លានអាចបរិភោគទឹកបានបាននៅភាពត្រជាក់ត្រជុំទឹកជានិមិត្តរូបសិរីសួស្តីដែលគេនិយមយកមកប្រើពេលអភិសេកស្រោចទឹកមេត្តាបៃតាពូលគឺអភិសេកមេត្តាបៃតាគឺដោយសារទឹកព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គកាលណាបើបានស្រោចព្រះសកលទវីរីដើម្បីតម្លើងទៅជាចៃអធិការបច្ចៃអធិការស្រោចព្រះសកលទវីរីគឺស្រោចទឹកឡើងជាអនុគុណព្រះអនុគុណ ស្រោចទឹកអាចឡើងទៅជាមេគុណព្រះមេគុណស្រោចស្រុកព្រះសកលនវរីឡើងទៅជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការឡើងគ្រងរាជនៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ក៏គេត្រូវប្រើទឹកនេះដែរទឹកនេះជានិមិត្តរូបលៀងជំរះនៅអំពើបាបកម្មសពបែបយ៉ាងដែលមេត្តាបិតាបានធ្វើកូនចៅតែងលៀងជំរះ ពេលដែលកូនចៅលើកមេត្តាបិតាដាក់លើបោះស្បុកមានន័យថាលើកដាក់ឋានសួគ៌យកទឹកទៅដាក់ស្រោចមានន័យថាឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់ត្រជុំដោះដោយទឹកសុគន្ធវិរីសាប៊ូក្រអូបជាដើមមានន័យថាលៀងជំរះអំពើបាបប៉ុន្តែនិមិត្តរូបទាំងនេះក្រោយពីលៀងជំរះរួចមិនអាចជ្រះបាននោះទើបបានប្រគល់មេត្តាបិតាចូលមកដើម្បីសមាទានសិលថ្វាយខ្លួនជាពុទ្ធតបរិស័ទ ហើយទទួលយកត្រៃសរណៈគុំទៅតាមលំនាំកបិលមហាព្រហ្មកូនកបិលមហាព្រហ្មដែលក្រោយពីដង្ហែព្រះបិតាព្រះសីសៈហើយក៏ចូលទៅស្រង់ទឹករួចហើយក៏បានទទួលយកសាលដូចគ្នាដូច្នោះដែរទឹកនេះទៀតសោតជានិមិត្តរូបនៃសាល
nơi cam mà bọt đại dương hai thà cam mà bọt tương lai cai cam bay về chơi cam buôn mano cam bay phê bực sợi xua sợi nơi nương mốc cả tệ thoa lục tham mọt bỏ dương ao phù đòi prayat prayai về chơi cam miền buôn mụ sa vi tia vi ra mani cầm ao phù bịa của họ pe sơn a vi cha ya cầm ao phù bịa nhuôn nhung chạ đào sọc xiết พระรูปสวีจายะกมอ้อยปูลเปี่ยประจุประสอบตะกัวบอกบอกสามพับปลาปะกมอ้อยปูลเปี่ยรุยรีอัดประยาวในหายเกี่ยหายท้าวัยใจทวีปูลได้วัยใจกรรมตามพลมอดเนี่ยประลำลางกมอ้อยปูลเปี่ยอักระอ้อยประยัดประยายรู้นึกจิมุยเมียดาใบดามัดแผ่มระคลาจิดามรีแอเปิลทั้งไงสไรสูสไดเนินนังดามตรุงคือสำดาวเตลเลมโนกรรมดามตรุงคือเชี่ยกันไลน์ตีตังในแบดดงแบดดงคือเชี่ยกันไลน์ตีตังเชี่ยมัชฌะมณฑลในจัดจังหายจัดคือในกันไลน์ดามตรุงเชี่ยตีตังดอทมุยแดนในขนมทอดลูกทอดปูหมกนุเอาเยื่อประพฤติแต่สัจจรัตโกศลกรรมบอดอาเชี่ยปาตูมันเชี่ยบาดเนี่ยดอตีอันเนี่ยเพชีมันกึศรมปีปอนปองเตลือทรวบเนี่ยดอตีสมาติเทอเมียนติเทโยดังตรำตรึตรองละอรีไอเปียยุบสไรสุสไดแต่ท่านนึ่งจึงนู่มนุษย์ตะเลียงจึงคือกำเอาดาลินเปียยุบโฮเปวิลีปูลคือประพฤติอำเภอกายกรรมเตียงใบปานาการสำลับสัตว์อัตนีการลุยยกตรอบประบอกเกการเมสมชาจาระการประพฤติข้อตนังโกนประปุณเนตตีกาดาลิงยุบหัวเปลวเลียรมเมนตุเตียงประมวยยางโดเชียกาดาจวนดานเชิงเจ้าจวนปูกไอจวนรูปจวนสัตว์เทียดบิดเบียนเติมบงกอจุ่มลู่เชียดามลางเติมโดยชนะหอยสไรสัวสไดเตียงใบมันแมนกาลางตรำแต่โยตึกหมกเลียงนุตีทอเตียงลายกาลางดอยอมปื้อได้ยังปฏิบัติเตียงอ้อคือปฏิบัติโกศลกรรมบอดเตียงใบยางในเติมกาสไรสัวสไดหอยกติทอเตียงนี้บานอบรมดอสังคมขมายืงกาณายืงนอมขณีปฏิบัติตามจังเตอขนมสังคมขมายืงเมียนสไรสัวสไดดอลครวนพองดอลกรมครัวซาพองดอลมัดแพะพองดอลปะเชียจนตูเตอดอลปะเตจีพองดอลมนุตูเตอขนมโลกพองนาองมาจ่าสมตรงชีบเชียบกะเราใส่อนุเทเรียอนุเทเรียนะมณีอนุไทยดำเมียนปัญญาแดนบานเบาสลายนกขนมกระแตโลกหนึ่งกระแตโทนะเอาเงียดโยมอายุดำลูกจุ่มเตียวลูกองยาสับรอสไรโปรตองอ้อสับปานนันนุนงศิกระไดนี่จังเอาไว้เอาไว้ได้โลกเนปไรโลกสัมไดตกหมกนั่งคือดำใบอัปรุมยืนนั่งก็ถ้าจะเอาไว้ก็มันสัมไดอ้อยจำเรื่องแต่มาดองรู้เอาไว้เอาไว้แต่งอ้อคือทัวไม่อ้อยมนุษย์จับอารมณ์นะธรรมดาอุปมาโดยเนี่ยนี่ปนเรื่องรือซาไลท์ฟูมั้ยบังคับหนูอันตันในสิ่งใดนั้นเชี่ยวสลับปะนั้นอ้อยมนุษย์เนี่ยอ่านเนี่ยมือนั้นเมียนปัญญาพวกกันนาตรังไปจังโยตะกลุ่มนิดกระไตนั้นจังเกิดฟูมั้ยอ้อยมนุษย์ยืนเนี่ยสัมเนี่ยตุสนาเนี่ยอ่านนั้นคือเมียนวิจารณ์นายเงียนไตรวิจารณ์นาวิพีนุนงสิ่งใดกับนาบกระไดนะไว้ไว้กระไดคือบังคับหนูอันตันในอย่างนั้นลูกเนี่ยปลายนะเมียนเปรสมาสัมพุทธบรมครูในยังเจดามส่งไปที่สมนัวสัวตุบปุ่เปรียมปุ่เปรียมสัวนั่งกรุบเรื่องราวต่างอ่ะนั่นคือสัตย์ไปประสนาต่างอ่ะหนึ่งจังประนดไทยปานรีพรอบนุนงเรื่องราวเด็ดเตี้ยตัวหนึ่งเรื่องเสรีใบประกาศนะเด็ดเตี้ยตัวหนึ่งเรื่องกระเบลมหาพรหมเขียนยมใส่พระต่างอ่ะเมื่อพวกอังเปรียดเมียนตัวเพี้ยพระองค์ทรงตรัสสงสัยทาเมตตาจีปกปฏิเวรนะจีติปราขังดาวจีปกเปียจาจีอาจารขังดาวจีเปรียปรุมหนึ่งแต่จังตัวโรเปรียปรุมไหมนะจังเปรียปรุมแต่โลกนับบานประพฤติปฏิบัติในเชียนดำใบบานสมัยเมียพอลตัวจีปรุมนู้คือโดยสาการสันสัมปันเตปันเตเปรียปรุมในเจ้าสลายนู้คือเปรียปรุมเมตตาไปนะหนึ่ง
đại bậc cao đại phàm vị hiền thua chỉ phước bất thị đà toàn thể mà đòn chia a hôn này bậc cố chia bậc cố để côn phong say nâng quạt bay chun bay tức nông chuẩn này gram sẩn pe sẩn xóm nổ bắn cuộc xa nâng cửa rúc đà lô chia nơi chia cả hình chẳng ban chia lục trung sẩn đầy nổ nông rương cả bao mà hà prum nâng thà ba sẩn na chia bất tây nè nằm vô bề sẽ là xa từ bậc cai của bậc maha prom chia bề bảy đa nâng tổ đặng nông ở cá bàn đầy tha vừa ở riêng liêng ấy chia đa ông nâng bà sanh chia đặng bắt tổ nông tức maha sầm mất anh chân tư vừa ở tức sầm mất nâng riêng tha bắt tổ lợp hai đấy lô có thiệt từ mùa nước chảy nhé chiếc bàn dịch đây tha côn prosay nâng cả na ba bắt băng nấu sẽ cái đây của rụng nó chùm bước về prom cư miệt đa bạch đa chị đa ông nâng hới tôi bay chị thưa ở vấy có mình bay đi chùm ra đây nâng bàn tay ra lột tiền mua nâng đôi chị dương cùng công tại ban bằng lại nâng rủ ấy rủ ca của rụng bay trả con tu nấu prom bị hiệt thua rồi băng miệt đa bạch đa ní cứ mua thai dương cùng công tại thưa nấu lột ní ở rung rương ở chùm ra hỏi luôn ai nâng lột lo rung rương chùm ra nâng và chẳng là xong bệnh chuyện dịch đây bệnh thay bệnh nắng hơi cả na bờ dương chẳng ăn nên chọn ban sẽ đây xuống đây chẳng bay và cả nắng cứ phải biết nấu cốc sao là cầm bật tiền tọc nừng nừng á và ăn lâu ban sẽ đây đi bỏ chọc sập rụp hơi nhưng cả na nấu miên chùm ngò là khắc lắc nấu chung vinh ba nhà hà vị thị bồn chồ nắm rồi bây ni chiết mai dương rụp miên vị thị chả na đôi chìa tiện tuông nâng vị thị sang bẹt cả na ta miền ắt ở đây sẽ đây dạng mạnh đấy, rứa co dương thư của rúc côn chụp vua presma samputrang trang tại đoàn hát nẻ nút thay xong về sai chân nia bỏ bật bật côn mà cha đôi chim ràng cam vị thi đại ban rìp rọp chia bần to tên ní bần to pì ca mình bỏ bằng chào miệt đa bay đa thưa ao pì phục lục nâng rồi lục rồi liền nút xuyên châu mộc đal cam vị thi thông mùi tiết cứ cam vị thi sòng bẹ trong bệnh này cứ miền ạc tình này tiếng xong khang tiếng này chom tiếng này thịt trong bệnh miền nực nông cầm bì sang ca rơ sốt hay có miền nực nông bà nhà xạ chia đọc trong chia đọc tì xàm sập mùi đàl bà nị dì bì bà xê nà tì cao xô châu tự thoại bằng công tu xua bệnh ông nông bì thang ngay sang kran mà đong ta trai riêng chom giang nà bệnh bốt trong xâm đài anh prap ông bì bì thi trong bệnh ដើម្បីបាននៅសេរីសួស្តីក៏ទើបមានការនិមន្តព្រះពុទ្ធដើម្បីធ្វើពិធីស្រង់ព្រះសុគន្ធវិរីមានការនិមន្តព្រះសង្ឃស្រង់ទឹកជាដើមកម្មវិធីនេះកាលណាធ្វើទៅក្នុងគម្ពីរលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងបានអានិសង្ឃកើតឡើងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្អាតមានបរិវារមានយសស័ក្តិសម្បត្តិមានសតិបញ្ញាល្អត្រឹមត្រូវកាលណាបើយើងស្រង់ព្រះគោរពដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញថាបានបន់បានកុសលហើយប៉ុន្តែមិនភ្លេចឡើយពាក្យដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមេត្តាបីដាក៏ជាព្រះដែរបើអញ្ចឹងពេលដែលស្រង់ព្រះនៅឯវត្តកុំភ្លេចព្រះនៅឯផ្ទះសង្គមខ្មែរយើងកាលពីសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ទ្រង់មានពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប25អង្គដែលជាព្រះពុទ្ធរូបគេសម្គាល់ថាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងបណ្ដាខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់ពេលថ្ងៃសង្ក្រាន្តករណីតែងបានឃើញបងប្អូនដែលនៅជិតឆ្ងាយមកនាំបងនាំប្អូនធ្វើពិធីស្រង់ទឹកជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសុំខមាលាទោសស្រង់ទឹកជូនចាស់ទុំនៅតាមជនបទគឺមានជាពិសេសគឺខាងខេត្តកពតខេត្តតាកែវអីគេនិយមធ្វើណាស់ហើយតាមបណ្ដាខេត្តដតីទៀតក៏មានដែរការដែលស្រង់ព្រះនេះយើងបានសុំខមាទោសគាត់ការដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងមកទម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងម្ដាយឪពុកមិនដឹងថាងូតទឹកឲ្យយើងមួយថ្ងៃប្រមាណដងមិនដឹងថាគាត់ដោះកន្លែងណាខ្លះហើយទម្រាំយើងចេះងូតខ្លួនឯងតើគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់គាត់ដោះក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់បោកខោឲ្យយើងប្រមាណដងហើយជំពាក់គុណគាត់ខ្លាំងណាស់ហ៊ានលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់ព្រោះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនដុតព្រៃកាប់ដីឆេះសត្វធាតទាំងរស់ដើម្បីកូនសម្ោចសង្អាវាក្បែរកូនសុកចិត្តញិចសម្លាប់គេដើម្បីឲ្យតកូនរស់រស់ស៊ីកេងកັບលឹកខងវាយប្រដកគូតកំប៉ុងបតោងបលើភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេម្បត្តិគេយ៉ាងណាដើម្បីចិញ្ចឹមឪពុកចិញ្ចឹមឲ្យចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅ
តស៊ូសពបែបយ៉ាងខានទៅបនខានទៅសលខានទៅទៀនដូច្នេះយើងជំពាក់គុណលោកខ្លាំងណាស់បើយើងគិតតែងូតទឹកមួយមុខតម្រាំយើងចេះងូតទឹកតើគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងហើយចំពោះកូនចៅវិញតើងូតទឹកឲ្យគាត់ស្មើគ្នាហើយដែរឬនៅដូច្នេះពេលដែលមកពុកម្ដាយស្ដីបន្ទោសថាឲ្យយើងធ្វើមុខសំឡក់សំឡឹងធ្វើមុខកញ្ញេកញ្ញើដាក់គាត់ក្រែងលោជាប់កម្មពីភ្នែកវាចវោចឬក៏មាត់វាចមាត់វោចមុខកញ្ញេកញ្ញើតាមនឹងក្រែងលោគាត់មានការស្ដីបន្ទោសយើងទៅយើងបានតមាត់តកជាមួយគាត់ពាក្យមិនសមរម្យក្រែងជាប់បាបកម្មពីព្រោះមេត្តាបិតានឹងដូចព្រះដែរធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបក៏បានបាបអញ្ចឹងកូនចៅបានសុំខមាទោសលុបលាងអំពើកំហុសខុសឆ្គងទាំងនោះកុំឲ្យជាប់កម្មពៀវរាតទៅលោកខាងមុខបានជាពិធីនេះនៅតែមានទល់សពថ្ងៃនេះនៅអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសន្តរង្ខវៈមនាលអនុថែដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាបានស្ដាប់នៅក្នុងសេចក្តីនឹងណាយល់ចូលចិត្តពីរੂហើយអ្នកបានរៀបរាប់នៅក្នុងពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបនិងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្ដាប់យល់ចូលចិត្តហើយបានពិចារណានៅក្នុងសេចក្តីនឹងណានឹងបានសេចក្តីថាយើងនឹកគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយមហាករុណាតិគុណវិសុទ្ធិគុណបញ្ញាគុណចំពោះសត្វលោកទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រាជ្ញបង្រៀនយើងណានឹងឲ្យយើងបានមកស្រង់ដោះសម្អាតប្រពុតរូបដែលប្រឡាក់ដោយធូលីនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យយើងនឹកឃើញដល់មេត្តាបិតាដែលកំពុងតែមានជីវិតនៅនឹងដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពូទឹកឲ្យយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានោះឲ្យយើងនឹករលឹកឃើញដល់មេត្តាបិតាផ្ទាល់ហើយធ្វើគោរពចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយបានសម្ដែងនៅពធនេះប្រោសសត្វលោកទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងបានព្រះធម្មវិភាកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសូត្រដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសូត្រហ្នឹងណាថាយើងទាំងឡាយត្រូវតាំងចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីករុណាចំពោះសត្វទាំងឡាយណាដូចជាព្រះអនន្តទធិដ៏មានអាយុដែលលោកបានពិចារណានៅព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយនេះគ្រប់ទាំងអស់របស់ព្រះតថាគតចាប់ដើមអំពីសេចក្តីផ្ដើមតាំងប្រាថ្នាជាប្រពុតមកហ្នឹងគឺសន្សំនៅបារមី10ឧបបារមី10បរមត្ថបារមី10មហាបរិច្ចាគ5ចរិយា3កិរិយាយាងចុះកាន់គោក្នុងព្រមៀតតាក្នុងបច្ឆមភពកិរិយាប្រសូតកិរិយាយាងចេញសាងអភិនិស្សក្រមកិរិយាបំពេញនៅទុក្ករកិរិយាកិរិយាផ្ចាញ់មាកិរិយាត្រាស់ដឹងនៅសព្វបញ្ញុតញ្ញាណគឺលោកុត្តរធម៌9និងអ្នកតម្រាំបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺដោយសារការបំពេញនៅធម៌គង់គោះគឺតបគុណមេត្តាបិតាជាដើមនឹងដូច្នេះបានសម្ដែងរៀបរាប់មកក្នុងសេចក្តីនេះយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានជាងកំភ្លេចណាការសប្បាយរបស់យើងនឹងគឺត្រូវបំពេញក្នុងឋានៈជាបុត្រធីតាដ៏ល្អគឺតបគុណនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីល្អនឹងកើតមានដល់មេត្តាបិតាគ្រប់រូបស័ក្តិសមជាបុត្រដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមយើងហើយក៏ជាអ្នកស្នងនៅមរតកដើម្បីបានបម្រើនៅតកូលដ៏ល្អហើយសម្រាប់ជាអ្នកដែលបន្តពូជពងវងសានៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងណាជាពលរដ្ឋដ៏ល្អទៀតដូច្នេះខ្ញុំកណាស្ដាប់បាននៅក្នុងសេចក្តីនេះហើយប៉ុន្តែតាកតងនឹងរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនឹងគឺពិធីពូនភ្នំខ្សាច់កណាកាំងអារភៈអវសោនុធេរៈមនាលអនុថែដ៏មានអាយុតើលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកបានប្រົບនៅហេតុដូចម្ដេចណាដែលតាកតងនឹងរឿងពូនភ្នំខ្សាច់នេះកណាសំវិសាជនីព្រះអនុថែតាសវចនាងអហង្គសត្វាបានលើប្រសោសៀងស្នៀងព្រះវាចាជាប្រស្នាចោតឡើងក៏នឹងផ្លាថ្លែងសម្ដែងជាចម្លើយដូចតទៅនេះបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសម័យកាលដើមឡើយនោះតាំងតែពីមុនពុទ្ធកាលរហូតមកដល់សម័យពុទ្ធកាលការគោរពការបូជានៅព្រះចេតិយគឺគេកសាងឡើងដោយដីខ្សាច់ដែលហៅថាវាលោកចេតិយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចូលប្រណិព្វានទៅ
ពួកមលក្សត្រទាំងឡាយរៀបចំចាត់ចែងបែងចែកនៅព្រះសារីរិកធាតុទឹកស្ដាត់ទាំង8នគរយកទៅកសាងចេតិយបញ្ចុះទុកកសិតសង្ឃតែជាចេតិយដីខ្សាច់ទាំងអស់ចេតិយដែលហៅតែជេតាពាំងពោជេតាប៉ុនតិជាចេតិយ៉ាងចេតិយដែលទើបនឹងមានក្បាច់មានក្បោអត្តកាទីហិជាចិត្តតាវានេះនៅសម័យបបាធម្មាសោកប៉ុណ្ណោះ ឯកាលពីមុននោះតាមការស្រាវជ្រាវមើលទៅគឺសិតសង្ឃតែជាដីខ្សាច់យកមកធ្វើជាចេតិយប៉ុន្តែការធ្វើជាចេតិយកលែងណាគួរគោរពគួរបូជាហៅថាចេតិយខ្មែរយើងហៅទៅតាមសភាវៈមើលឃើញបើយកដីខ្សាច់មកដាក់ពុកពុកដូចភ្នំក៏ហៅថាភ្នំខ្សាច់ទៅប៉ុន្តែការធ្វើនោះគឺការកសាងចេតិយ ប៉ុន្តែអាចមានអត្តន័យដោយសារប្រពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សារភ្ជាប់គ្នាត្បិតសម័យដើមឡើយដូចជាវត្តមួយចំនួនដែលមានពាក្យអង្គពាក្យតាំងពាក្យក្រាំងពាក្យរលាំងជាដើមជាពិសេសវត្តដែលមានអង្គដូចជាអង្គគ្រឹះដូចជាអង្គតោមអង្គភ្នំតូចអង្គមេត្រីអញ្ចឹងទៅកាលពីសម័យបុរាណមុនប្រពុទ្ធសាសនាកលែងអស់នេះជាកលែងគោរពបូជាសាសនាព្រាហ្មណ៍ ប៉ុន្តែដល់ពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកយើងនាំគ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏មិនលះបង់វប្បធម៌ព្រហ្មញ្ញសាសនាចោលក៏មានការរលាយចូលគ្នាយើងឃើញមាន 3 ឬក៏ 4 ប្រភេទទី 1 ពុទ្ធសាសនាសុទ្ធទី 2 លាយព្រហ្មញ្ញសាសនាផងទី 3 ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរផងក៏ហើយចំណែកខាងទី 4 មួយទៀតទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិសាសផ្សេងៗឬក៏លក្ខណៈនៃប្រទេសជាតិលក្ខណៈពលិងជាតិខ្មែរជាវប្បធម៌ជាតិអញ្ចឹងក៏វាលាយច្រឡំគ្នាតាមបែប អនាចក្រផងពុទ្ធចក្រផងព្រហ្មញ្ញផងប្រពុតផងបានគេបដូរដូចជាកលែងនៅតាមមេសរភ្នំឈើកាច់ពីដើមគេកាប់មនុស្សបូជាយញ្ញផុតពីកាប់មនុស្សមកគេកាប់កបីបូជាយញ្ញផុតពីកាប់កបីមកគេកាប់ជ្រូកដល់មកសម័យសពថ្ងៃនេះគឺគេនិមន្តព្រះសង្ឃទៅបិណ្ឌបាតនិមន្តព្រះសង្ឃទៅសំដែងធម៌ទេសនាប្រទានឱវាទសាល 5 សាល 8ទៅវិញការបដូរដូច្នេះហើយទើបមានការរួមច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដូចជារឿងភ្នំខ្សាច់នេះ បើយើងនិយាយតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏ដូចជានិទានពីបុរាណកាលដែលមានមកក្នុងគម្ពីរសង្ឃារសូត្រមហាសង្ក្រាណសូត្រហ្នឹងសម្ដែងមានរឿងរ៉ាវពីការគោរពបូជាភ្នំខ្សាច់បានបន់បានអានិសង្ឃយ៉ាងច្រើនក្នុងសត្រាខ្មែរសត្រាវិលោកៈចេតិយមាន 3 រឿង មួយនោះនិយាយពីពពុះឌីស័តព្រះអង្គទៅរយចំនួនជួញប្រែតាមសមុទ្រក៏ឃើញឆ្នេរសមុទ្រមានដីខ្សាច់ព្រះអង្គក៏ទៅពុកដីខ្សាច់នឹងធ្វើជាចេតិយដើម្បីគោរពបូជាទៅឃើញថាបានអានិសង្ឃឲ្យកើតក្នុងឋានសួគ៌កើតជាមនុស្សជាស្ដេចចក្រពត្តិមានរិទ្ធិមានអំណាចយសៈបរិវារត្បិតអានិសង្ឃអ្នកកសាងចេតិយគឺរមែងទទួលបានមហិទ្ធិនោមហាភូកោមហាតេជោមហាបញ្ញោនោះ បានដេជះខ្លាំងបានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនបាននៅអំណាចបាននៅមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងក៏ខ្លាំងឡើងយុះឡើងស័កអញ្ចឹងបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលយើងនិយមថាការពូនភ្នំខ្សាច់នឹងជាគ្រឿងរំដោះកម្មពីត្បិតមានរឿងនាយនេសាទរត្រីរសាច់មួយរូបដែលមិនមានឈ្មោះនោះក៏បានជួបនឹងប្រទេសរមអង្គលោកចេតនិមន្តតាមក្រោយ ហើយមិនព្រមទៅលោកសុំបិណ្ឌបាតចង្ហាន់មច្ចានមកឯនោះថាមិនអោយទេទៅឯណាទៅទៅមិនអោយទេទៅរយណាបានទៅទៅលោកចេះតែដើរតាមសុំចង្ហាន់ឆានម្ដងមកពីព្រោះបានជាលោកធ្វើអញ្ចឹងប្រោសសัตว์មនុស្សនឹងធ្វើតែអំពើបាបរហូតបើជួយបានម្ដងនឹងរួចខ្លួនដល់តែលោកមិនព្រមដើរចេញគាត់នឹងថាបើមិនអោយលោកទេលោកមិនទៅទេអញ្ចឹងប្រគេនលោកមច្ចានណា លោកដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រះថ្លាទទួលហើយក្រាលអាសនៈឆាន់នៅកន្លែងហ្នឹងដំបូងគាត់មិនជ្រះថ្លាទេដល់ឲ្យឃើញលោកឆាន់ត្រង់ឆ្ងាញ់អាយ៉ាលោកឆាន់ជាខានអញដែរតាអញ្ចឹងត្រេកអរសប្បាយដល់ការសប្បាយប៉ុណ្ណឹងពេលគាត់អស់ជីវិតទៅគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែនិយាយពីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងដែលនៅឯផ្ទះខំធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌មុនហើយឈ្មោះនាងសវណ្ណឱរ៉ៃហើយចំណែកបរិសនេះស្លាប់ទៅត្រូ
đòi xa bọc tật nông nổ ruộng tới cả lấy khơi lương để bị che nắng qua đôi chỉ po lốp u po đôi chỉ po lốp anh lọt bạc kiện bài chừng hàn lục mà đón đai à treo rum phớp nắng bon cầu sol và nắng cầu sol về mặt đặt tiền nông pe nắng che như đôi pin ở ruộng nốt có thể cả nông than xuống cầm bờ thay tới từ chuột chỉ môi nắng bập bồn nọ
ប្រពន្ធនោះដឹងថាអោប្តីអញមកកើតនេះបានតែ7ថ្ងៃក្នុងឋានសួគ៌ទេ7ថ្ងៃទៀតនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយបើអញ្ចឹងប្របួលប្តីធ្វើបន់បន្ថែមដោយយើងថាសពបញ្ចូលបន់បន្ថែមទៀតគឺធ្វើបន់ពូនភ្នំខ្សាច់គោរពដល់ចូលឡាមនីចេតិយនឹងយើងឆ្លងឲ្យហើយ ពេលនោះនេះទានមានថាយមបាលដល់ថ្ងៃកំណត់ក៏មកយកទៅវិញប្រពន្ធនោះក៏ខាត់ថាកំយកប្តីខ្ញុំគាត់បានធ្វើបន់ពូនភ្នំខ្សាច់រួចហើយបើណែឯងចង់យករອບប្រកខ្សាច់នេះអស់ទៅយមមកបាលក៏រອບមិនព្រមអស់ក៏លែងយកមកវិញទៅបើវិភាកទៅតាមកម្មផលរឿងដែលយមមកបាលមិនយកនេះមិនមែនដោយសាររອບមិនអស់ទេគឺដោយសារគាត់បានធ្វើបន់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបន់គាត់វាមិនតន់អស់ក៏គាត់នៅសោយសម្បត្តិក្នុងឋានសួគ៌នោះបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងបាន
កសត្វធំសម្ោចសង្អាដែលផ្លិចមេត្តាផ្លិចករណាអណិតអសូរឲ្យអភ័យសត្វអីទៅឃើញវាជាប់កម្មពៀវាជេរវាដាក់ទំនាយើងជាឲ្យយើងឆេះផ្ទះជាឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមិនបានដឹងខ្លួនក្រែងលោសត្វវិជាវាដាក់ទំនាយវាខឹងវាផ្ដន់ទាទោសយើងសុំខមាទោសដោយការពូនភ្នំខ្សាច់នេះរំដោះកម្មពៀកុំឲ្យកើតផ្ទេជូនជាបុណ្យកុសលទៅឲ្យវិញឲ្យសត្វទទួលយកបុណ្យកុសលចុះកុំឲ្យយកបាបយកពៀក៏ជាប់ជានិទានមួយអញ្ចឹងដែរទៅបានជាយើងនិយមថាពូនភ្នំខ្សាច់រំដោះកម្មពៀហើយមួយទៀតសោតនិទានមួយទៀតនិយាយពីចៅកំជិលខ្សាច់ដេកលេងតដីខ្សាច់ពុះធ្វើចែកដីតាមផ្លូវអទេសនឹងគោរពតែម្នាក់ឯងទៅគេឃើញញយពេកគេហៅថាចៅកំជិលខ្សាច់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលការគោរពបូជាចែកដីខ្សាច់របស់ខ្លួននោះប្រអិនក៏ចាប់ស្រីម្នាក់ឲ្យចុះមកកើតរងចាំធ្វើជាប្រពន្ធពេលនោះព្រះជាក៏បានសោយទីវង្គតទៅគេប៉ាវកងប៉ាវឈ្មោះដាក់តម្រៃហែបោះស្បុកដើររអ្នកមានបុណ្យតម្រៃនឹងក៏មកជួបលិទ្ធជាគង់ឲ្យចៅកំជិលខ្សាច់នឹងទៅបានចៅកំជិលខ្សាច់ទទួលយករាជសម្បត្តិសោយរាជជាមួយនឹងអគ្គមហេសីសុខសบายតទៅព្រោះអានុភាពនៃការគោរពបូជាចេតិយដែលបានកសាងឡើងពីដីខ្សាច់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពីដើមឡើយគេយល់ថារំដោះកម្មរំដោះពៀអ្នកខ្លះថាការពូននឹងជានិមិត្តរូបមួយឲ្យយើងរស់ស៊ីចេះតែមានបានកើនឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងដោយភ្នំខ្សាច់អញ្ចឹងទៅហាហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏គេកែច្នៃស្រុកខ្លះគេពូនទៅជាភ្នំស្រូវនៅខាងខេត្តព្រៃវែងនិយមពូនភ្នំស្រូវនៅខាងប៉ៃលិនខាងជាយខាងលិចគេនិពន្ធគេនិយមពូនភ្នំអង្គក៏មានដោពីខ្សាច់ទៅជាស្រូវទៅជាអង្គគ្រប់កន្លែងខ្លះពូននៅទាំងពីរទៀតហើយបើយើងវិភាគទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាវិញតើពូនភ្នំខ្សាច់នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចូឡាមនីចេតដីដែលព្រះអង្គដែលតម្កល់នៅឯឋានតាវតឹងនោះតម្កល់ប្រកេសសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គយើងទៅថ្វាយអង្គមមិនដល់ទេបើយើងទៅមិនដល់ហើយយើងអធិដ្ឋានភ្នោខ្សាច់នឹងចាត់ទុកថាចេតីនៅឯតាវតឹងឲ្យយើងក៏ថ្វាយអង្គមទៅបន់ប្រព្រឹត្តទៅតាមចេតនាកម្មបានបន់ដែរដូចជាអ្នកបង្ហោះគោមអ្នកបាញ់កំជ្រួចមួយចំនួននឹងគឺគោរពបូជាចូឡាមនីចេតីនឹងដែរឃើញអសរខ្លះសរសេរនៅអង្គមនឹងថាបូជាចូឡាមនីចេតីខ្លះទៀតថាគោរពរំលឹកនឹកដល់ស្នាមប្របាទដែលព្រះអង្គបដិស្ថាននឹងឆ្នេរខ្សាច់ណាមតាក៏បានស្រេចទៅលើអារម្មណ៍របស់ញោមញាតប៉ុន្តែបើគិតតាមពុទ្ធសាសនាឲ្យចំដីខ្សាច់ដែលយើងពូននេះជាតំណាងចូឡាមនីចេតីតំកល់ព្រះចង្គមកៅព្រះអង្គនឹងប្រកាសសិទ្ធិនៅឯឋានតាវតឹងបើធ្វើត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈនេះចេតនាល្អគឺបានបុណ្យកុសលច្រើនណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបជ្រាបសាធុខ្ញុំកណាស្ដាប់បានយល់ជុលចិត្តណានៅក្នុងចម្លើយដែលព្រះនុថែប្អូនណាបានរៀបរាប់នៅក្នុងពិធីកម្មដែលតាក់ទងនឹងការពូនភ្នំខ្សាច់នេះញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្ដាប់យល់ចូលចិត្តហើយសូមតាំងចេតនាណាដើម្បីចម្រើននូវបុណ្យកុសលព្រោះអ្វីៗក៏ដោយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីល្អជាចេតនាកម្មណាដែលបកលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវសន្សំនឹងមិនមែនថាឯរឿងខ្លះយើងចេះតែបោះបង់ចោលទៅនាំឲ្យសេចក្តីប្រមាថសេចក្តីធ្វេសប្រហែសនឹងកើតឡើងណានឹងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសាសនាដែលត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យយើងធ្វើខុសឆ្គងទេណាព្រោះទៅតាមហេតុបច្ច័យមានសិលសមាធិបញ្ញាជាដើមទានសិលភាវនាប៉ុន្តែអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺមនុស្សកើតឡើងក្នុងលោកតាក់ទងនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នឹងហើយសាសនានេះមិនមែនយើងកើតមកព្រាមទទួលមរតកកាន់គោរពប្រតិបត្តិជឿតាមពុទ្ធសាសនានេះតែម្ដងទេហ្នឹងណា
ហើយយើងខ្ញុំប្រអងសូមក្រាបនមស្ការចំពោះគុណមហាសក្តិគឺមានប្រពៃណីមានទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនគឺជាតិសាសន៍ម្នាក់ម្នាក់នឹងត្រូវតែមានបន្ទាប់មកយើងទទួលយកនៅព្រហ្មញ្ញសាសនា បន្ទាប់មកទៀតបានទទួលយកនៅឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីៗបានចូលមកដាក់នៅក្នុងហត្ថយៈសន្តានចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបការីជនយើងតាំងពីបុរាណកាលដែលកកើតទឹកដីនៃពរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រព្រឹត្តតាមធម៌ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមជ្ឈិមាបដិបទាកណ្ដាលណានឹងកុំប្រមាថនៅក្នុងសេចក្តីនៃការប្រព្រឹត្តនឹងប្រតិបត្តិនឹងកាលណាយើងប្រមាថយើងធ
្រីប្រុសទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តហើយហើយពេលវេលាហ្នឹងក៏ល្មមដែរហើយប៉ុន្តែគិតថាសួរមួយសំណួរទៀតគិតថាសំណួរហ្នឹងចង់ក្រោយហ្នឹងណានឹងចង់តណ្ដឹងសួរដល់ព្រះអនុត្តហើយប្អូនមេត្តារៀបរាប់សំគួរល្មមទៅតាមកាលវេលាថាតើនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាតិយើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធមាមកៈជនតើត្រូវប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិដោយម្ដេចខ្លះអនុត្តហើយសូមវិសាជនាថាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកម្មវិធីវត្ថុបំណងនៃកម្មវិធីបុណ្យក្នុងសង្គមខ្មែរជាពិសេសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះផ្ដោតទៅលើភាពសាមគ្គីវត្ថុបំណង3យ៉ាងជាសំខាន់គឺពុទ្ធសាសនៈសរណៈហេតុនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតាំងពីដូនពីតាមកកងមកដែលសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជាតិថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋខ្មែរយើងក៏បានគោរពទទួលយកមកជាកេរដំណែលជាមរតកវប្បធម៌ពូលគឺជាព្រលឹងរបស់ជាតិខ្មែរបើយើងចង់ឲ្យជាតិរស់ត្រូវថែរក្សាព្រលឹងជាតិយើងទាំងអស់គ្នាចឹងបានជាកូនចៅតាំងពីលបែងលបំប្រជាប្រិយក្តីទំនៀមទម្លាប់នៃការស្លៀកពាក់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការធ្វើវិធីផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគឺជាព្រលឹងជាតិសម្គាល់អត្តសញ្ញាណថានឹងជាជាតិខ្មែរយើងមិនត្រូវលះបង់ចោលនេះមួយទៀតគុណោបការៈសារណៈហេតុនឹកដល់មាតាបិតាគ្រូអាចារ្យជីដូនជីតាមាតាបិតាជាអ្នកមានគុណទោះបីទៅនៅស្រុកចិត្តស្រុកឆ្ងាយគេហៅថាកតញ្ញូមាន3និច្ចកតញ្ញូអ្នកដែលនៅជានិច្ចទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមអ្នកដែលទៅនៅឆ្ងាយកាលកតញ្ញូមានកាលពេលវេលាក៏មកដល់នាំគ្នាដាំស្លោបបោប្របៀកភេសជ្ជៈទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ជូនដល់មាតាបិតាផងហើយទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាប្រមាណឆ្នាំនឹងសូមថ្លែងញំណរគុណវត្ថុនឹងទូរទស្សន៍ជាពិសេសវត្ថុមួយចំនួនដែលបានខលតាមទូរស័ព្ទជួបគ្នាជាមួយអតិថិជនហើយគេសួរគ្នាថាតើឆ្នាំនេះទៅបានវត្តណាខ្លះឆ្នាំនេះទៅបានប្រមាណវត្តហើយស្រង់ព្រះហើយនៅថាដាំស្លោជូនចាស់ទុំហើយនៅសួរនេះគឺជាការល្អណាស់ដែលជាការចាត់ទុកថាជួយរំលឹកដល់កូនខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចព្រោះថាចូលឆ្នាំនឹងវាមានពិធីច្រើនពុទ្ធសាសនិកជនគប្បីបប្រតិបត្តិប៉ុន្តែបើក្មេងៗបើមិនរំលឹកទេគេច្រើនយកតែពិធីសប្បាយតែមួយមុខប៉ុន្តែសប្បាយក៏សប្បាយហើយមានផ្នែកទាំងលេងលបែងលបំប្រជាប្រិយផងសប្បាយផងហើយកុំភ្លេចមេត្តាបិតាកុំភ្លេចវត្តវត្តអារាមមេត្តាបិតាដែលរស់រានមានជីវិតនៅយើងជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសាវអាវស្បៃផ្ទាល់ដៃគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកយើងស្រោចទឹកសុំខមាទោសគាត់ឲ្យគាត់ជូនពរបើគាត់ដាក់ទំនាយើងវិនិច្ឆ័យបើគាត់ជូនពរយើងសុខចម្រើនតាមពាក្យព្រះអរហន្តនឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតមេត្តាបិតាជីដូនជីតាមកកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើដែលចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មៅក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទុតិទួតតាលាយលាយើងនោះតើគាត់បានអ្វីបរិភោគបើសិនជាគាត់ពុំតាន់បានមកចាប់ជាតិកំណើតកើតជាមនុស្សទេវតាម្លេះសំរំពឹងទន្ទឹងមើលថាកូនអញនៅឯណាចៅអញនៅឯណាឃើញតែកូនគេមកវត្តឃើញតែចៅគេមកវត្តតើកូនអញនៅឯណាចៅអញនៅឯណាចឹងពេលគាត់ឃ្លានចង់បរិភោគតើបានអ្វីបរិភោគដូច្នេះយើងត្រូវបែងចែកលៃលោកយកដើមទុនធនធានធ្វើជាបុណ្យជាទានទៅវត្តទៅវាបាំងស្គាល់ប្រមូលកុសលអតិសជូនដល់គាត់កុំបីខានឡើយទើបទេវតាតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារបានទើបគាត់ឲ្យពរឲ្យយើងសុខសប្បាយបានមួយទៀតសង្ខារៈសរណៈហេតុនឹកឃើញពីអាយុសង្ខាររបស់យើងមិនទៀងទាត់ឋិតថេរជាកាលប្រមាណអស់លោកទស្សនាតាមវត្ថុនៅតាមទូរទស្សន៍តាមកាសែតទស្សនាវដ្តីនឹងស្ដាប់តាមវត្ថុគ្រោះថ្នាក់នឹងការស្លាប់កើតឡើងច្រើនឡើងគឺភាគច្រើនវ័យក្មេង
chăng hai ca slap mình tiếng toàn mình thật thế bà dương ban bon khla slap tới nâng ca chiêu mình tê đa bà dương mình ban bon tê mình ban cất rương bon tiền cất tài miền sẽ cái đây prama nô dương nâng miền ca chuột ôp sạ ruột nặng ni bùm lên lao ấy à sai hết ni bà dương ban thưa bon slap pe na của mình thấy quan tai pô đầu khay nè na thưa bon đằng côn miệt đa bầy đá miền ca bon châu chân nam chum ban rồi lắc nắc đòn miệt đa bầy đá đôi chân này sông bầy tê và đá của ai po thay à xa bị lơ mà đây sợ cả tì vừa đi chơi điệp tranh từ nam mà nát thay anh cung bị lơ mau nia từ lấy tì bắt xua tha bè sầm mặt tì tì bỏ ông thay anh cung nà na sực đây sừng khai than nà na đăng bong đăng phaôn che cờ rúc cao khai từ cô riêm cho bong cầm ra miệt đa bay đá thay anh cung nà nong chăng đó là bà anh thay anh cung bị lơ mà hơi tì và đa từng lái có thay anh cung tam chăng tì và đa nâng sọc mà nút có thay anh cung tam tì và đa tam đam chưa cần thúc và tì và đa nâng tia chìm niên tia có thay à xa dương ban sắp ban chìm ran đây ní ca của rục bạch tiệp bạch ní tê và đa thai à xa men tam cầm pi đề cá pro tha an này song cắt để nhú tư ti cái lại ná tê và đa tam thai à xa chỉ nịch chẳng hai ban chỉ cầm ao plek ao nom khnhi sa ma tiền sal ao nom khnhi thui bon thui tiền bang school và mol của sal ở tư chun pa pa ca ray chun phong sập sai thọ sập sai bon của sal đào tê và đa chun bon của sal đào tê và đa tê và đa chui dương ở ban sọc chìm ran sau tức chun bay tức nôm chấm nay tụm nóc bầm rong miệt đa bay đa đại cha chỉ riêng kêu ôp chi di cha tư dương tự tu ban sắp ban chấm ran đo sùng cung chiết đo sùng cung sa sna sùng cung kêu sa pu cứ bị chi chun từng mu nâng ban sắp chấm ran bờ tê cam bị chi dương bà con khăm ai từng o nom khnhi cơ rộp bát tê bát tam bẹp ni từng o khnhi nô hao tê bà đa nâng bay bay thay sa dương ở ban sắp ban chấm ran na ong mà cha tu nệ ti con cháu cứ treo thua đôi chân này ai tam bẹp nẹt căn propodasasana som ni môn chìp chìp sa thu sa thu sa thu khana nhom khana bàn yol chul chật sáp bàn nô khung chìm lai đại prehnut hai nó som o bậc quân hay som bậc kiến bồn của sal năng ấy khung bịch chul chnam thay ni khana som bàn bậc chuẩn về nhé nô khung chìm vật phun ni khana hay chế tâm miên là bảy nhà ba thi bản to đầu tiên hơi nồng niềm tu cùng nhom còn là chia sắc mà nã mùi ong buộc nồng phật tử xa sanh nã mà đòn nê sầm đâm nhà nấu nồng ở ca chồ năm mai bảy ni chia mai dương ni đờ bảy chia bờ rót nhiệt nhôm sắp bờ rót say cọt tầng o nâng mệt ta rùm khnề nè đâm bảy bàn sam ở kỳ thô nòng mọc nâu sực đầy sóc nồng bảy thi bòn chồ năm ni chiếc vị sai cư của rung hai đã xa tàu tam và quay ni tùm niêm tùm loam ca và bật nâu lập bay xây miên lập bay bị chia bay rưu ở vay cư trâu tay đã xa à vay đã chia và quay ni chiết được bao dương hỏi bàn cùng vuông là o và xa nâng á nâng hai sông và kênh tu thoai chung quốc quân bị cha chia bị chào thì ca trông quạt thằng o khi nhóm còn à nâng bàn tàu tùm đăng tha bà sân na chỉ miên vị thi đôi chỉ rom lên cầm san ấy nắng mùi mùi du vật chân du vật tây nắng bát và phi ni chiết mai dương mình che rom tê nắng toàn là chạm bát bò để tê dương cầm chạm oai tư hơi tàu và ca tha sông rẽ xa và phi ni chiết mai dương mình quạt tê là bay và chia bay mai nữa để đồn ta vẫn sao tục môn hai chiều bị sai sầm lì và bẹ nắng cứ cầm bát băng cháo nắng cả na và dương bát băng cháo núp dương nâng bẩm ban nâu ạt tạ nhàn chiết được bao dương cứ hạ bay đôi chia sầm lấp luôn anh chẳng ru hình chẳng chẳng sông chìm ăn po nữa bẩn ba đào sơn đan chết miệt đa bảy đa sông chui này non côn chào thằng o hỏi ban và quân nâu dịch đây là o dịch đây thay thô chẳng cả na và miên sam ở kỳ dương phong và giàn chẳng nút chiết được bao dương đường ban rung rương công cao hai chiều bị sai rương mũi tiên nhé đại sầm đại đại châu này dựa rằng trai này bởi chí đại trạng căm vụ chí lộn miền bởi xác được vuông cua cực bây và lìa thằng ơ đại lần chơi anh đâu xong phô tì nà gà lai nà nắng cứ xong mầm piêu và niêu ná đó là bởi chí bò rôn chí bởi xác cứ dụ và chôn dụ và tay cầm phung tẩy bênh vây lơ nâng cứ xong xong rùa là rôm nâng phơ mạch chí bởi xác cứ trả ra cho ná miền mô tô miền làn trâu prong của dân prong xma ở đây sẽ tệ nâng cư trâu miền thô sẵn đau khnê tù vinh tù mua công phổ mát đau chỉ vết mô nốt đợt tì nó cũng kết hạ an thị dương miền làn là o miền mô tô vô năng ấy trâu cổ rút chắc băm hơi cổ rút chỉ vết sát đợt tì rô tha vì chỉ rương đây phổ mát chỉ vết ni
vì chỉ ác của sao mùi đợt hôm nay hồi chỉ hiệp đại khối sản đập nọp nó nộp nông sản cung mai dương được này dương trâu tây cổ rút vì là chủ sẽ nằm đi có hồi trâu và giặt lương tiền thu với chị đam và giặt viên là khi phê cả là nộp vì là dương của vốn cổ rút và thi chủ sẽ nằm được này hồi tôi cũng cùng nhóm của nạp mạp hiệp tiền phi ông đó bàn sản đây có cha vì sai chỉ nè kê phi này bị thua tây sản áp cổ rút chung quanh ba nhà hàng cam rương chôn sinh năm và pi ni chiết mai dương nông sinh năm mà sang ban chợ sạ quốc chợ sạ cả đại pi pon pram rồi ha sắp phần pi ni xong cua tổ tam cao về liền bà miền lương luôn phát triển lo đôi bậc na xong bệ mỹ ta ăn chia sai nâng sân đo bảo phần này đào tu một công nhom của nạp mà hiệp chẳng pi ông để ban sầm tai nông nông về liền kia ni hay muốn bình chấp và thua tê sna xong phổ mô nô con ca mà hai cửa sau đại ca đồng phí thăm mà tiên nâng ở mỹ sử tiên chỉ vì sai cư tiếp đa chân năm thamay phần niêm tông xa tê vi và xong lớn nâu bởi chữ cửa sau ni thay chung phuông xong đạch phổ mô hà xong gửi chồng phí gần nạ xong đạch phổ xong thần dụng phổ xong thần dụng rôn xong đạch phổ chia gần nạ phổ thê ra nô thê ra cực rõ ong xong bàn cung nâu chỉ xong phân ông quốc tử xa xa nạ môn đồn hào chỉ vì sai xong lớn nâu bởi chữ cửa sau chẳng ong ni thay chụp phu phật cả rona phật ba sám đại phật bồ tát muni narottam say hạ muni phật mahasat ni phật di chín ajak campuchia sám đại phật mahasat tray narottam muni niên say hanu sám đại phật vua re di chín miết đa chiết khmai khnong sợi phep sik day thay khnu nung suphe mangkol sám hoi phật ang ban kung nau chiết sok nung som lek nu kong ca mahasal ni thay nếu chưa bởi riêng của sao đó đông ở đông thay chúng tôi bởi bà rộng mẹ vinh nhiên là khăn rô bò bởi cả rô na bà bát xong đáy bởi nổ đông xây hạ nụ bởi mà hà vi rạc sát bởi vô rễ rễ chú bây đa chết khám ai đây là bà ông bàn duyên chôl bởi tiêu vùng quân tổ hơi nụ xong đáy bởi bà rộng mẹ rạc nạc cao bà ông tổ tù nô bởi riêng của sao đó đông ở đông ni hai bàn tổ bởi đại sản thí nấu nóng và đóng sốc ở tại hốc xua tiêu vào lô hay xong chui áp vì ba đẹp xa đó là một hạt sát đó sắp đạch và vô rễ rễ chỉ miệt đa chết khám ai nâng xong chui áp vì ba đẹp xa xong đạch à kẹo mà ha thăm mà cô thì sao chia xìm bởi thiên bởi thiên sụp hìa xong đạch à kẹo mà ha vì như chạc rây hình xong rinh bởi thiên rõn sụp hìa chết lô chụp tiêu xong đạch à kẹo mà ha xin nạp ở đây để chú hôn xe này dụ rõt bằng tay này bởi chí này chạc Campuchia nâng lúc chúm tiêu cách tệ bởi chúm nít bốn rồi đi hôn xe rôm tiên ai dụ đâm lúc chúm tiêu chia xe mà chức xe mà chỉ ca rõt sụp hiếp bởi chúm tiêu rõt thao vị ba nhận nhôm sắp rõt xe có thằng ơ tiên khăn nông bởi chí này chạc Campuchia tiên ruộng nâu krau của tê xô mạch ban và cóp ná tay sạch đây sọc chùm ran cư mừng côn phô thằng buôn ở dụ văn nạ sọc hạ bởi lẹ nâng sầm bạc thằng bấy mừng tế bạc đà và nhận nhôm sầy phô phật nà nâng sầm bạc nà phô ná sầm bạc sầm bạc đôi sạch đây bạc nà sầm bạc sọc bạc chùm ran không phải chùm bạc tìm phật đầy chiệt nà mối sầm bạc sầm bạc nhu mẹ phá rùa chạc đông cực cực nê à giang sang thầy bên sầm mạc ta và thua tế sá đại tu cùng cung nhom của nạt ma phê ban sầm tay chẳng pi ăn đôi sừng khai bay khay tập vào nơi ai vang